kính mời quý khách xem tham khảo máy nghiền đa nguyên liệu gỗ ra mùn cưa phiên bản tất cả trong một hoàn toàn mới cho năm 2022 từ công ty Mộc Kim Sơn. Thiết bị được thiết kế đa trục thép siêu bền, siêu tiết kiệm cho chi phí bảo trì, bảo dưỡng, giảm thiểu rủi ro khi nguyên liệu có lẫn kim loại, sỏi đá. Thiết bị sẵn sàng nghiền tất cả nguyên liệu gỗ từ tươi đến khô, cứng hoặc mềm và cả ngắn lẫn dài như thân cây, cành nhánh lá, củi vụn domino, ván ép, pha lớp có lẫn kim loại, vỏ cây, rác ván lạng, vỏ dừa và rôm rạ, vân vân. Đường kính nguyên liệu và hạt mùn cưa thành phẩm có thể thiết kế đúng theo nhu cầu quý khách một cách tuyệt đối nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết về thiết bị, quý khách vui lòng liên hệ theo thông tin trong phần mô tả bên dưới. Cầu tư vấn về sản phẩm, quý khách đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay theo số điện thoại và Zalo được hiển thị trên màn hình. Quý khách sẽ được tư vấn chi tiết nhằm lựa chọn thiết bị phù hợp và tối ưu hóa chi phí đầu tư, đồng thời đạt giá trị lợi nhuận tốt nhất. Thank you.